Quảng Sương Center rộng đường vào dự án 1.230 tỷ đồng ở Thanh Hóa. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới Đông Tân Phong có quy mô 21,04 ha tại thị trấn Tân Phong và xã Quảng Đức, huyện Quảng Sương. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 1.229,4 tỷ đồng, trong đó 1.191,6 tỷ đồng là tổng chi phí sơ bộ thực hiện dự án và 37,8 tỷ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Với quy mô dân số khoảng 2.700 người, Cơ cấu dự án gồm 190 căn liền kề xây thô, 20 căn biệt thự và 295 lô đất liền kề, đất tái định cư và đất biệt thự. Kết quả mở thầu cho thấy, công ty cổ phần Quảng Sương Center là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án này. Thành lập từ tháng 2 năm 2022, Quảng Sương Center ban đầu có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, đặt trụ sở chính ở xã Quảng Giao, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 7 năm 2022, công ty này tăng vốn điều lệ lên 210 tỷ đồng tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Đỗ Thị Hoa sinh năm 1993. Được biết, vào tháng 10 năm 2020, công ty cổ phần tập đoàn Đăng Cô Đăng Cô Group đã có văn bản đề nghị tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 phần 500 khu đô thị mới Đông Tân Phong. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sau đó đã giao Đăng Cô Group phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Quảng Dương để nghiên cứu, tài trợ kinh phí khảo sát, lập quy hoạch chi tiết và các công việc khác có liên quan.